Nói đến các di sản của vùng đồng bằng Bắc Bộ thì không thể không nói đến những dòng gốm cổ tinh hoa, gốm Chu Đậu, dòng gốm cao cấp rất được ưa chuộng từ khoảng thế kỷ thứ 14, 15 và sau đó đến thế kỷ thứ 17 thì bị thất truyền. Sau mấy trăm năm hầu như không còn được nhắc đến, giờ đây gốm Chu Đậu lại hồi sinh rực rỡ trên chính mảnh đất quê hương Nam Sách, Hải Dương. Và Đô Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến cuốn video số 2 đến với gốm sứ Phi Long Chu Đậu. Và tôi gửi đến một cái việc làm, một cái công nghệ rất đặc biệt, đó là vẽ vàng kim lên gốm tại cơ sở gốm sứ Phi Long Chu Đậu. Địa chỉ số 62 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương. Cuốn video trước chúng ta đã được tham khảo hình ảnh một số những cái sản phẩm rất đặc biệt tại đây. Vâng, xin chào anh Thanh nhé. Vâng, chào bác Đỗ Sinh và chào khán giả kênh Hương Sắc Đỗ Sinh. Vâng, sang cuốn video số 2 này có thể anh cùng với Đỗ Sinh đưa khán giả đến xem một cái quy trình, một cái mà công nghệ rất đặc biệt như anh đã giới thiệu qua điện thoại với Đỗ Sinh, đó là vẽ vàng trên gốm đúng không ạ? Thế cái việc đó mình làm ngay cùng tại đây hay là có phải có một cơ sở nào khác đâu? Về thứ nhất là cơ sở vẽ vàng và sản xuất hàng thì chính của bên em ở bên nhà sản xuất ở bên Nam Sách. Đây để bên em mở thêm một cái quầy vẽ vàng để cho khách hàng trải nghiệm và hiểu được là kỹ thuật và quy trình để tạo nên một cái sản phẩm vẽ vàng nó như thế nào. Để muốn biết nó như nào xin mời bác Đỗ Sinh và các anh chị theo em. Vâng. Vâng, và bây giờ chúng ta cùng anh Thanh sẽ giới thiệu đi qua thăm một cái cơ sở ngay cạnh bên này anh. Vâng ạ. Ngay gian bên cạnh này. Đây các bác rất là dễ thấy. Một bên là sản phẩm chờ để chuẩn bị vẽ bản. Vâng. Một bên là sản phẩm đã được vẽ bản ở vùng nạn. Có sự khác biệt nhau rất là nhiều. Đấy, và dưới đây là bộ phận của vẽ bản. Xin mời bác Đỗ Sinh và quý vị. Đây này, này anh đang đóng hàng cái gì đấy? Dạ vâng, nó đang đóng hàng. À đây đóng. Chiều cháu gửi đi cho khách. Đây là cái lục bình à? Dạ vâng. Vâng, đây là cái giúp khách hàng trải nghiệm và hiểu được về. Vâng, chờ chào các cháu. Đây là anh Minh Đại, anh là bộ trưởng bộ phận các bạn. Hay quá nhỉ. Vâng. Vâng. Anh là phụ trách kỹ thuật ở đây đấy. Trưởng bộ phận vẽ vàng đấy. Dạ vâng ạ. Và có thể anh cùng với Đỗ Sinh chia sẻ cái hình ảnh và cái từng bước làm với một cái chi tiết từ khi chưa vẽ xong và sau đó thì đi nung như nào được không ạ? Vâng vâng, cháu vâng. Xin giới thiệu với bác và quý vị thì trên đây là một chiếc bình chưa được vẽ. Vâng. Và bên cạnh đây thì sẽ là cái công đoạn mà chúng cháu đang vẽ vàng lên trên sản phẩm ạ. Cái này là vừa vẽ xong đấy. Vâng ạ, chúng cháu đang tiến hành vẽ đấy ạ. Thì vàng trên đây chúng cháu sử dụng vàng Đức chất lượng cao ạ. Vâng. Nên là khi mà vẽ lên trên sản phẩm và trải qua quá trình xử lý nữa thì nó sẽ ra được cái sản phẩm cuối cùng như thế này ạ. Ôi đẹp quá nhỉ. Vâng ạ. Nhìn nó có thể anh để thẳng hàng được không? Dạ vâng ạ. Đây đây cái này là vừa chưa vẽ này. Cái này vừa vẽ xong này. Cái này là đã vẽ xong nung rồi này, đúng không? Vâng. Đấy, chúng ta nhìn thấy có cái cảm giác. Thứ nhất đây là cái màu nó chưa được bóng và không có nổi ánh của vàng kim. Và sau khi anh vẽ xong là đã có màu ánh màu vàng rồi nhưng mà chưa nổi bật lên và chưa chưa có một cái nét gì gọi là nó gọi là như là mình gọi là nó sắc sảo hơn cả. Nó chỉ có thêm một cái nét về màu vàng ấy thôi đây. Những chi tiết này nhé, với chi tiết này. Thế nhưng mà sau khi nung này nó bóng lên rất nhiều. Thế khi mình vẽ xong mình nung thì cũng ngay tại đây hả cháu?
Khi chúng cháu vẽ xong vàng và chúng cháu sẽ chuyển cái bình mà mình vừa vẽ xong ra bên lò để xử lý ạ. Thì cháu mời bác cùng mọi người ra tham quan. Tức là cái lò cũng ở ngay đây. Dạ vâng ạ. Vâng, nên là không phải di chuyển đi đâu cả. Vâng ạ. Đi đi, anh cho tôi vào tôi tham quan tí. Các sản phẩm khi đã vẽ vàng xong. Vâng. Cháu mời bác và mọi người vào đây. Ồ, thấy nóng nóng rồi nhỉ? Vâng. Và khi anh mở ra thấy nó phả hơi nóng ra đây. Chắc là mình vừa nung xong. Vâng, cháu cũng giới thiệu bác là đây là nó nung. Thì sau khi mà vẽ vàng lên xong thì chúng cháu sẽ cho vào lò để xử lý nhiệt. Thì lò này sẽ nung sản phẩm vẽ vàng với nhiệt độ gần 1000 độ C. Và trong khoảng thời gian từ 8 đến 10 tiếng để có thể xử lý hết tất cả những cái hóa chất còn lại. Để lại vàng nguyên chất ở trên này như bác có thể thấy. Bây giờ thì sau khi nung xong sản phẩm lên rất là đẹp ạ. Đấy, đưa ống kính vào đây gần gần thì nó nóng lắm. Vâng ạ. Rồi, có lẽ mình ra ngoài quầy mình xem những cái sản phẩm anh đã nung rồi đi. Vâng. Đấy. Quay đây tôi thấy nóng lắm. Dạ vâng ạ. Thế khoảng bao thời gian thì bê ra ngoài quầy được anh? Sau khi để nguội thì sau nung là tầm khoảng 3 đến 5 tiếng ạ. 3 đến 5 tiếng để cho nó nguội. Vâng ạ. Vâng, an toàn đúng không? Vâng ạ. Thôi đóng cửa đi, đóng cửa đi xong chắc là khoảng độ tiếng nữa là anh chuyển cái này ra đấy. Dạ vâng ạ. Vì nhiệt độ nó vẫn còn hơi căng. Lò lung ngay tại đây bằng điện đúng không? Vâng ạ. Kìa cái ống khói lên mái kìa. Đấy. Đi đi ra ngoài quầy đi. Vâng, và chúng ta đang được quan sát những cái việc làm của những nghệ nhân vẽ vàng trên gốm tại công ty gốm sứ Phi Long Chu Động, số 62 đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương. À, với cái hình này tôi nhìn thấy phân biệt rõ ràng nhỉ. Vâng. Đấy, anh xong chưa, anh mở bàn tay cho tôi soi. Đấy, những cái cành và những cái tán, bông tán của cây tùng. Những cái mà anh đã vẽ phía trên rồi đúng không? Vâng ạ. Còn phía dưới chưa vẽ đúng không? Vâng ạ. Nhìn được rõ nét hẳn nhỉ. Vâng. Đẹp thế. Nó nảy lên theo cái màu sắc được bổ sung. Vâng, chúng ta đã được xem toàn bộ cái quy trình, những cái việc làm để tôn vinh thêm rất nhiều. Đó là hình ảnh của gốm sứ Phi Long Chu Động. Đây là tiếp đến là những cái sản phẩm mà sau khi các anh đã chuyển từ lò ra, vẽ và lung lại. Và đến bây giờ, những cái sản phẩm đã đang đứng trước ống kính, đang được trưng bày tại đây qua giới thiệu của cháu nhân viên. Cháu sẽ giới thiệu vài chi tiết để cho anh em được thưởng thức hết. Đây là một cái bình điển tích của nó là gì? Đây là bình thuốc lọc họa tiết tứ quý xâm hạ thu đông. Bình có tổng chiều cao là 56 cm, chiều ngang là 42 cm ạ. Và có giá là 12.500.000 ạ. Giá 12.500.000, gọi là bình hút lọc tứ quý đấy. Đẹp ngoài quá. Ngoài họa tiết này thì còn có họa tiết nhị cảnh, thuận buồm xuôi gió và công thành chân thoại. Đây là cái cảnh vẽ là thuyền buồm, gọi là thuận buồm xuôi gió này. Và bên này là
đâu cái bình công thành danh toại đâu? Dạ, mặt sau là công thành danh toại. À đây à, rồi rồi rồi, tức là cùng cái bình này. Dạ. Có hai cái. Không, cái này là công cúc đấy chứ. Công thành danh toại ạ. À công là... Viên viên mãn hay... À rồi rồi, hiểu rồi. Đấy. Hay quá nhỉ. Còn đây là trứng trứng tài lộc này. Tất cả những cái sản phẩm nó bóng nhỉ. Rất bóng. Đẹp quá. Tất cả những cái sản phẩm mà sau khi đã ra lò, nhìn cái nước men này, màu sắc này, nó lên cái màu vàng kim, bổ sung thêm cho những cái nền màu xanh cũ, cực kỳ là hoàn hảo hơn, tăng thêm cái giá trị, cái hình ảnh của cái nghệ thuật của những bàn tay khéo léo của những người thợ gốm sứ, những người vẽ vàng kim lên gốm. Và đây là những cái thành quả của anh em chúng ta. Và thực sự khi về đến thành phố Hải Dương, tôi không thể bỏ qua một cái cơ sở, một cái đặc thù về gốm sứ Phi Long Chu Đậu rất là nổi tiếng như thế này, với nhiều năm mà cung cấp những cái sản phẩm của mình cho khách hàng với cái mức độ uy tín và được khách hàng không chỉ trong nước mà quốc tế cũng rất là yêu mến, tin dùng và dành trọn niềm tin đến với sản phẩm gốm sứ Phi Long Chu Đậu. Cho khách ở trên Hà Nội làm quà tân gia. À thế là họ mua này, họ mua cái bình của mình này. Dạ. Để làm quà tân gia thì mình sẽ hỗ trợ cái bao bì luôn đúng không? Dạ vâng ạ. Thì cháu đặt vào đây. Dạ. Đấy. Hay quá, có quai sách và trên có thương hiệu của công ty cổ phần gốm sứ Phi Long Châu Đậu luôn đúng không? Đấy, rồi là khách xách ra xe là về thôi. Đến tặng tân gia. Tuyệt vời quá. Rồi cảm ơn cháu nhé. Đó là trợ giúp khách hàng để có những cái món quà tặng tân gia đầy ý nghĩa. Và Đỗ Sinh cũng xin khép lại cuốn video số 2 chia sẻ về cái hình ảnh của vẽ vàng kim trên gốm tại công ty cổ phần gốm sứ Phi Long Chu Đậu, số 62 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Với hai cuốn video đợt này, Đỗ Sinh trở về thành phố Hải Dương đến thăm gốm sứ Phi Long Chu Đậu. Chúc các bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúng ta hãy lựa chọn những cái sản phẩm của gốm sứ Phi Long Chu Đậu mà mình yêu thích. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.